chữ các bạn của tổ Lê Đình Kình. Và đây là cái giây phút mà cộng đồng người Việt gồm các anh chị tỏ cái tấm lòng thương tiếc trước một người, một cụ già 84 tuổi đời, trên 50 tuổi đảng, là một công thần của Đảng Cộng sản. Cụ đã nhận ra cái bộ mặt của Đảng Cộng sản và cụ đã quyết tâm để giữ cái mảnh đất cho con cháu của mình, người dân Đồng Tâm. Và cụ đã nằm xuống một cái chết tức tưởi, một cái chết đau thương mà Đảng Cộng sản đã phanh thây mổ ruột. Thưa quý chị, đó là một cái hình ảnh tàn bạo, một cái hình ảnh mà tội ác của nhân loại. Và đây là cái giây phút mà cộng đồng người Việt thắp một nén hương, dâng một cái cành hoa để tưởng nhớ và chính phục cái tấm lòng quả cảm, can đảm của cụ Lê Đình Kình. Bây giờ tôi xin mời chị Thúy lên đại diện Voice Naui để phát biểu. Tôi cũng xin có đôi lời chia sẻ với quý vị có mặt ngày hôm nay. Lịch sử Việt Nam trải qua nhiều chế độ, nhưng chỉ có chế độ cộng sản độc tài hiện nay mới sử dụng quân đội, công an đi cưỡng chiếm đất của dân vào ban đêm, tấn công vào nhà dân và giết cả đồng chí đồng đội của mình một cách man rợ. Trước những đau thương mất mát bao trùm tại Đồng Tâm, chúng ta đến đây cùng thắp lên một nén hương để cầu nguyện an ủi vong linh và để chia sẻ bớt những đau thương khốn cùng của gia đình ông Lê Đình Kình nói riêng và cho nạn nhân của bạo lực trong vụ cưỡng chế đất tại Đồng Tâm nói chung. Rồi đây còn bao nhiêu mảnh đất nữa sẽ bị cướp và bao nhiêu người nữa sẽ bị giết trong những ngày kế tiếp. Câu hỏi được đặt ra cho tất cả chúng ta phải làm gì để những thảm kịch thương tâm này phải chấm dứt và những thảm kịch tương tự không còn xảy ra nữa. Hãy làm điều gì đó dù nhỏ, đừng để Đồng Tâm chìm vào quên lãng như Thủ Thiêm, vườn rau Lộc Hưng. Chúng ta hãy luôn tin rằng điều mình làm hôm nay sẽ tạo ra những thay đổi cần có cho một xã hội tốt đẹp mai sau. Và xin hãy cầu nguyện cho Đồng Tâm và cầu nguyện và hãy hành động vì Đồng Tâm. Xin cảm ơn. Cảm ơn chị Thúy rất nhiều. Và ngay sau đây tôi xin mời anh Sơn đại diện cho Việt Nam cũng nhân đảng để phát biểu. Kính thưa đồng bào, tà quyền cộng sản Việt Nam cướp đất ở Đồng Tâm không phải là trường hợp duy nhất ở Việt Nam. Tại Nam Mô ở miền Trung, vốn nổi tiếng về nước mắm, nhiều gia đình hiện đang từ chối rời bỏ nhà cửa để nhường chỗ cho dự án xây dựng một khu du lịch rất lớn. Khu vực này nuốt trọn diện tích bờ biển, khiến ngư dân không thể ra biển đánh cá cơm. Tại khu du lịch Sầm Sơn, ngư dân từ lâu vẫn đấu tranh để giữ lại 300 mét chiều dài bờ biển để neo thuyền. Trong khi đó, tập đoàn FLC là một công ty Việt Nam chủ yếu kinh doanh bất động sản, chuẩn bị xây dựng một phức hợp du lịch nhìn ra biển với khách sạn 5 sao, biệt thự và sân golf. Vườn rau Lộc Hưng, quận Tân Bình, Sài Gòn là một khu vườn trồng rau sinh sống của người miền Bắc di cư vào Nam năm 1954. Sau nhiều cuộc xung đột, tà quyền công an, dân phòng đã tiến hành tháo dỡ hơn 10 ngôi nhà, giam gần 10 người đang sinh sống tại khu vực rừng vườn rau Lộc Hưng. Tổng cộng tính cả hai đợt càn quét của chúng đã có 448 căn nhà bị tháo gỡ.
Được biết trong số những căn nhà bị phá hủy đó có một cơ sở dòng Chúa Cứu Thế đã dành làm chỗ trú ngụ cho khoảng 20 thương binh Việt Nam Cộng Hòa không nơi nương tựa. Cũng tại Sài Gòn, gọi là một thủ đô kinh tế của Việt Nam hiện nay, vùng đất còn xanh cây duy nhất tồn tại là Thủ Thiêm, từ 20 năm qua vẫn chống chọi nạn bê tông hóa. Một nhóm nông dân kiên trì liên tục thư kiện chống và lệnh trục xuất vì các thủ tục không được. Tiến hành theo đúng quy định. Ngoài ra còn nhiều vụ cướp đất dân oan xảy ra hàng ngày. Thí dụ như dân oan ở Viêm Đông, Đà Nẵng, ở làng Dương Nội, ngoại thành Hà Nội v.v. Vụ cướp đất ở xã Đồng Tâm vừa xảy ra đã đánh dấu thêm một dấu ngoặc vào lịch sử cận đại Việt Nam. Đó là chính quyền Cộng sản Việt Nam không những cướp đất mà còn giết người và vu oan. Tất cả là do đâu và tại sao? Nếu các bạn bước lùi lại một bước và nhìn lại từng mảnh vỡ chân dung của Đảng Cộng sản thì các bạn sẽ thấy năm nay là năm 2020, đúng như mật ước thành đô giữa Cộng sản Việt Nam và Cộng sản Trung Quốc. Trung Cộng ráo riết siết chặt đất đai, biển, đảo Việt Nam để chúng mong sớm thành công một vành đai, một con đường khởi điểm xuất phát từ Việt Nam. Một giảng viên đại học ở Việt Nam về hưu khẳng định, người ta nói nhiều lãnh đạo địa phương đã nhận hối lộ, nhưng tệ hại nhất là sự xâm lăng của Trung Quốc. Phía sau những công ty lớn Việt Nam là tiền từ Trung Quốc, họ mua hẳn nhiều đoạn bãi biển của chúng tôi, vốn là những địa điểm chiến lược về quốc phòng. Và nếu chính quyền chẳng nói gì cả, đó là nhận được những phong bì dày cộm. Vâng, đúng vậy, Huawei, Hoa Vi nắm 82,4% cổ phần của Viettel. Viettel nợ Hoa Vi gần 5 tỷ đô la. Giết người, cướp đất Đồng Tâm để trả nợ cho Trung Cộng, đó là điều dĩ nhiên Cộng sản Việt Nam phải làm, vì chúng tham nhũng thiếu nợ quá nhiều. Cụ Lê Đình Kình đã từng có 55 tuổi đảng, nhiều năm đã lãnh đạo xã Đồng Tâm với vai trò làm trưởng công an, chủ tịch Ủy ban Nhân dân và bí thư đảng của xã Đồng Tâm. Sau khi nghỉ hưu, ông là người có ảnh hưởng lớn thôn hoành ở xã Đồng Tâm. Vậy mà tà quyền Cộng sản Việt Nam không nể bị tình đồng đội, tình đồng chí đã có nhiều tuổi đảng, đã từng phục vụ cho Cộng sản Việt Nam, mà còn đập gãy nát đầu gối, đập vỡ đầu và cuối cùng bắn vào tim cụ, chết ngay trên giường ngủ lúc 3 giờ sáng ngày 9 tháng Giêng năm 2020. Nhà thơ Trần Mạnh Hảo vạch trần thủ đoạn Cộng sản Việt Nam trên Facebook cá nhân. Thảm kịch đẫm máu Đồng Tâm giết chết cụ Lê Đình Kình và con trai cháu nội của cụ là do chính sách tước đoạt quyền sở hữu ruộng đất của người dân, nhà nước Cộng sản cấm lệ bản đề cương dân cày có ruộng của tên tổng bí thư đầu tiên của Đảng Cộng sản Đông Dương Trần Phú. Theo đó lấy ruộng đất ra làm mồi nhữ dân đi theo đảng, hy sinh hàng triệu tính mạng cho Đảng Cộng sản. Đến khi đảng giành được chính quyền bèn quay lại bước tước đoạt quyền sở hữu đất và ruộng của dân cày, rồi gọi cho nó là một cái tên rất phản khoa học, rất mù mờ lừa bịp. Đất đai là sở hữu toàn dân, nhà nước quản lý, mà cướp được bao nhiêu đất của dân rồi chi chác cho nhau vì nhóm lợi ích. Và cũng như vậy, chúng tôi hôm nay muốn gửi đến thông điệp cho tất cả mọi người Việt Nam rằng, nếu các bạn vẫn thờ ơ, không đoàn kết bài trừ tà quyền Cộng sản Việt Nam, thì một ngày nào đó đến phiên bạn, người thân hay gia đình của bạn cũng sẽ là nạn nhân của Cộng sản. Không cần biết bạn là cán bộ, công an, sĩ quan hay chiến sĩ của Đảng Cộng sản, vì đó là khuynh hướng của Cộng sản Trung Quốc tiêu diệt dân tộc Việt Nam, xóa Việt Nam ra khỏi bản đồ. Bất luận như thế nào, việc đất nước chúng ta càng ngày càng bị gồng kiềng của Đại Hán siết chặt như hiện nay không phải là vì mật ước thành đô, mà chính là 90 triệu người Việt, đặc biệt những tinh hoa
Tinh hoa của giống nòi không làm gì để bảo vệ giang sơn gấm vóc mà tổ tiên đã để đổ bao xương máu để gây dựng gìn giữ. Tôi xin thánh lời. Và kế tiếp tôi xin mời đại diện thiếu tướng Đức Thọ đại diện đảng Việt Tân Na Uy. Kính thưa quý vị, vì thời giờ của chúng ta không còn nhiều, vậy cho nên tôi xin được cùng mời quý vị cùng tôi hô các hiệu sau đây. Lên án hành động giết người dã man của nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam. Lên án. Ủng hộ cuộc đấu tranh giữ đất của đồng bào đồng tâm. Ủng hộ. Chúng ta đồng tâm vì đồng tâm. Đồng tâm. Đã đảo chế độ Cộng sản hèn với giặc ác với dân. Đã đảo. Cảm ơn tổng thể quý vị. Cảm ơn chú rất nhiều. Và thời gian của chúng ta cũng đã gần hết. Cảnh sát đã báo là người ta giao cho mình một tiếng đồng hồ và người ta yêu cầu chúng ta tôn trọng cái thời gian đó. Vì thế chúng ta sẽ chấm dứt ngay bây giờ. Cảm ơn tất cả quý cô bác và anh chị đã dùng thời gian quý báu để đến đây tiến đưa tưởng niệm tri ân cụ Lê Đình Cần cũng như lên án nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam, đồng thời sát cánh với đồng bào ở Việt Nam. Chúng ta đã gửi thông điệp này về đồng tâm, về Việt Nam và trên khắp thế giới. Và chúng ta có thể hứa với nhau rằng khi nào còn Đảng Cộng sản Việt Nam và hành động phi nhân thì chúng ta sẽ